nói rằng đó là Phật tử tại gia thọ năm giới của Phật. Năm giới của Phật là gì nhỉ? Năm giới của Phật đó gì? Thứ nhất là không sát sinh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không gì? Vọng ngữ. Thứ năm là không gì? Uống rượu. Khi chúng ta phát nguyện thọ năm giới, vị pháp sư, cái sư phụ chúng ta truyền năm giới cho chúng ta hỏi á, giới thứ nhất, chư Phật dạy các Phật tử chúng ta thì không được sát sinh, các Phật tử có giữ được không? Nếu giữ được thì bảo là mô Phật con giữ được, nếu không giữ được, tạm thời chưa giữ được thì bảo thì mô Phật giới này thì con chưa giữ được. Khi đó tôi có thấy mấy Phật tử là nói là gì, là mô Phật giới này con chưa giữ được đâu, mà cũng đều là đều mô Phật gì, hoặc là A Di Đà Phật con gì, con giữ được à? Đó. Nhấn đến gì, cho đến giới thứ năm là giới không uống rượu. Vị pháp sư, vị thầy truyền giới hỏi là giới thứ năm là giới không uống rượu, các Phật tử chúng ta thì có giữ được không? Nếu chúng ta không giữ được thì phải nói gì, mô Phật hoặc A Di Đà Phật bạch thầy gì, giới này gì con chưa giữ được à? Nhưng lúc đó chúng ta đều là gì? Là mô Phật hoặc A Di Đà Phật con giữ được à? Đó. Phát nguyện giữ rồi nhưng mà gì? Mà không giữ đó là gì? Phạm giới. Không chỉ phạm giới mà gì? Thêm cho một cái tội nữa là gì? Tội vọng ngữ. Đó là không làm được mà gì? Mà hứa là làm. Đó là vọng ngữ. Cho nên là tôi truyền năm giới cho các Phật tử, tôi phải dạy trước. Thậm chí truyền giới Bồ Tát tại gia cho các Phật tử, tôi cũng phải dạy trước, dạy kỹ trước. Và tôi hỏi từng giới, và tôi mỗi khi truyền một giới nào, tôi hỏi các Phật tử nếu không giữ được thì phải bảo mô Phật hoặc A Di Đà Phật giới này con chưa giữ được ạ. Thì mình có phạm á thì không mắc thêm tội vọng ngữ. Vì giới đó chúng ta chưa phát nguyện giữ, cho nên chúng ta thì vì cuộc sống gia đình với những Phật tử này chẳng hạn, khi thọ giới nếu mình biết mình là Phật tử tại gia, mình còn phải gì? Làm cơm làm canh dính đến gì? Đến thịt đến cá cho chồng cho con ăn. Thì mình đến cái giới gì? Giới không sát sinh này. Mình mô Phật hoặc A Di Đà Phật giới này gì? Con tạm thời chưa giữ được ạ. Như thế là mình làm cơm canh, làm thịt, làm cá cho chồng, cho con ăn, mình không phạm vào cái tội gì? Không phạm vào cái tội đệ tử Phật hứa là không sát sinh rồi, nhưng mà lại vẫn còn sát sinh. Tất nhiên, cho dù gì, dù mình chưa phát nguyện giữ giới không sát sinh, mình vẫn cứ sát sinh bình thường, thì cái nghiệp báo vẫn có như bình thường khác. Giống như anh gieo thì Đức Phật nói trong kinh nhân quả, anh gieo nhân đậu thì được đậu, gieo nhân dưa được dưa, gieo nhân cỏ thì được cỏ thôi. Đó. Còn đây Phật tử nói là Phật tử đã phát nguyện thọ năm giới rồi, nhưng vì nội trợ nên phải băm thịt để chúng sinh để làm cơm cho gia đình. Hỏi như vậy có phạm giới không? Chắc chắn đây là phạm giới rồi. Phạm giới rồi. Thôi thì cố gắng trong cuộc sống đấy, cho nên Đức Phật nói cuộc sống ở Sa Bà thế giới chúng ta là gì? Tu nó khó thế đấy. Cho nên các cụ các tổ ngày xưa mới nói gì? Có cái câu là thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới đến gì? Tu chùa. Tức là tu tại gia nó khó thế đấy các quý vị. Khó làm sao? Ta muốn tu như người thân chúng ta gì? Không để cho chúng ta tu một cách viên mãn được, rất khó. Gia đình nào mà cả gia đình, vợ chồng con cái, họ hàng nội ngoại đều tin Phật và đều tu với nhau, khó lắm. Có thể chồng tin Phật, vợ không tin Phật, hoặc là vợ tin Phật, chồng không tin Phật, hoặc con tin Phật, bố mẹ không tin Phật, hoặc bố mẹ tin Phật nhưng con gì? Con lại đi bài xích Phật, lại đi bán Phật. Hoặc cả gia đình bố mẹ, con cái tin Phật nhưng gì? Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại không tin Phật. Hoặc cả gia đình gì? Bên nội, bên ngoại tin Phật nhưng họ hàng không tin Phật. Phỉ báng và ép chúng ta, ví dụ ngày giỗ ngày Tết chẳng hạn, đặc biệt là ngày giỗ chẳng hạn, chúng ta là trưởng họ chẳng hạn, cả nhà chúng ta tin Phật muốn cúng đồ chay, các cụ ở trong họ đến là gì, bảo ông là trưởng họ mà ông gì, ông lại cho gia tiên, cho tổ tiên, cho các cụ nhà tôi ăn thế à? Nếu thế ông không cảm thấy thì ông thấy tiếc của ông không lo được mâm cơm để cúng cái các cụ trong ngày giỗ thì thôi, ông trả lại, ông từ chức, ông trả lại chức trưởng họ đi cho nhành khác, cho người khác, vân vân chẳng hạn. Đó, đấy gọi là khó là tu tại gia là như thế các quý vị. Đây tôi lấy một cái đơn cử thôi về cái gì, ăn chay và cúng chay, ăn mặn cúng mặn, vân vân, để đây thôi, liên quan việc sát sinh thôi. Còn rất 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 nhiều những sự việc khác.
ở thế tục. Cho nên các cụ nói là khó nhất là tu tại gia như vậy, hay còn gọi là thứ nhất là tu tại gia, tức là khó nhất đó. Thứ hai tu chợ. Tu chợ làm sao? Chúng ta ra chợ, kẻ mua người bán tấp nập như vậy, ra đó thì 10 người thì cả 10 người đều nói dối cả. Vì sao mà cả nói dối? Chả có ai mua gì. Ai mua cái đồng hồ này 1.000 xong bán 1.100 mà bảo là, mà nói thẳng là gì? Thôi tôi mua cái đồng hồ này 1.000 và thôi tôi lấy lãi chút tôi bán 1.100 thôi. Không có đâu. Nó mua 1.000 thì nó bảo là tôi mua cái này 1.500 rồi tôi bán gì? Tôi bán 1.000, tôi bán 2.000. À, thế đó. Hoặc là có thể gì? Có người đi bán hàng mang cái gánh chuối ra chợ bán chẳng hạn. Có người đến hỏi là bao nhiêu cái gánh chuối này, này cụ bảo là thôi mua đi. Thế bảo bao nhiêu? Bảo lúc nãy có người nó giả tôi gì 2 triệu rồi chẳng hạn. Nhưng có đâu, lúc nãy có khi chả có ai giả, hoặc là người ta mới giả có thì có 1 triệu bạc. Nhưng bây giờ bảo vì cái người kia đến muốn bán thì đắt, bảo hôm nay lúc nãy nó giả tôi 2 triệu rồi, thôi bây giờ chị giả thêm là 2 triệu rưỡi thì tôi bán. Đó, cho nên ra chợ ai cũng nói dối cả. 10 người thì cả 10 người nói dối. Người mua thì muốn mua được rẻ, người bán thì muốn bán được đắt. Người mua thì bảo rằng ôi chứ làm gì cái với cái buồng chuối như thế này bên kia họ mới bán thì có 500.000. À, thế mà cụ bảo đến thì đến 2.000, 2.500 thì ai mà mua được. Lúc này bên kia có người mới mua 500.000 nhưng có đâu, thậm chí họ mới cũng phải mua 2.000, 2.500 chẳng hạn. Đấy, cho nên là ra ngoài chợ thì mọi người tìm cách để nói dối lẫn nhau. Người mua thì muốn gì được rẻ, còn người bán thì nói dối để muốn bán được đắt. Cho nên không thật. Cái tâm của người ta lúc ra chợ là không thật. Mặc dù có thể chúng ta là người tu rồi đấy, lắm khi tôi cũng thế. Tôi đi ra chợ, lắm khi cái xã hội bây giờ nó làm cho mình cũng gì, cũng khởi cái tâm phải gì, phải nói dối. Đấy. Ví dụ đi mua cái hàng gì chẳng hạn vân vân. Thấy nó nói thách nhiều quá, mình thì không dám giả giá. Thì mình bảo là gì, ôi dồi, cái này ở bên kia người ta bán, ví dụ người ta bảo là 10.000. Thì bình thường giá nó chỉ có 5-7.000 thôi chẳng hạn, mình không dám giả giá thì mình bảo ôi bên kia hôm rồi ấy, hoặc là bạn tôi hôm rồi nó mua gì có 7.000 hoặc có 5.000 thôi mà. Nhưng thực tế thì mình cũng biết đâu, biết là người xong rồi nếu cứ mua vì là ngày xưa đi chợ người ta bảo thế nào mua thế đấy, cho nên bị hớ nhiều rồi về ai cũng nói. Cho nên bây giờ đi chợ thì cũng biết giả giá một tí, nhưng mà giả giá theo cách đó, không giả giá kiểu tặc tè mà giả giá theo cái cách như thế. Hoặc là bảo thôi thôi bán cho nhà chùa thế thì làm sao để bán nó vừa phải, còn lấy chút phúc một chút gì công đức để cho con cho cháu nữa, kiểu như thế. À, chứ không giả giá tặc tè bảo là 1 triệu thì bảo thì đều thôi 500 nha, để quay đi quay lại vào 550 nha, thôi thì không có làm được như thế. À, nhưng mà đấy các Phật tử chúng ta đi chùa chúng ta đi chợ chúng ta thấy không, chúng ta thường hay thế. Cho nên bảo ra chợ nó khó tu như thế, hoặc là gì chướng tai ngay mắt một cái sẵn sàng bổ lên để cãi nhau ngay, đúng không? Cãi nhau. Chợ ở đây không phải gì là chỉ cho ở ngoài chợ buôn bán không, mà là những nơi chợ là chỉ những nơi huyên náo như thế đông người, nó cũng thể gọi là gì, gọi là chợ. Và cách đây mấy hôm có một Phật tử gọi điện cho tôi nói rằng bạch thầy, xin thầy nói cho hôm nào lên giảng trực tuyến cũng vậy, hoặc là giảng gì trong khóa tu cũng thế, xin thầy là đặc biệt nhắc nhở các Phật tử chúng ta, đặc biệt các Phật tử ở thủ đô Hà Nội, ở dưới Hà Nội, trong các pháp hội địa tạng, đặc biệt là pháp hội Quan Âm hoặc pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm, các Phật tử ở thủ đô Hà Nội, ở các quận huyện dưới nội thành đi lên chùa Khai Nguyên rất nhiều đi bằng xe buýt. Bước lên xe buýt một cái là các Phật tử trò chuyện râm ran, không thấy ai niệm Phật cả, trò chuyện râm ran mà nói rất to. Mà các chú lái xe và các chú lơ xe, tức là các chú phụ xe, các chú bảo là xin các cụ đi lên xe, các cụ nói nhỏ thôi, tôn trọng người khác với. Các cụ liền quắc mắt lên bảo là gì? Tôi nói thì ảnh hưởng gì đến thì đến nhà anh, tôi đi xe tôi trả tiền, nói ảnh hưởng gì đến nhà anh. Thế mấy chú lơ xe buýt và mấy chú lái xe buýt bảo rằng á, vâng các cụ nói á, thì không gì ảnh hưởng gì đến nhà con, nhà cháu, nhưng mà ảnh hưởng đến những người khác đi cùng xe, người ta muốn yên tĩnh như gì, nhưng các cụ đi tu rồi lên chùa mà gì vẫn nói to như thế. Các cụ đi chùa nào? Và chúng tôi đi chùa Khai Nguyên. Thế bắt đầu người ta mới nói là
Đấy, đi chùa mà còn như thế, đi tu mà còn như thế. Thế là bắt đầu thì mấy cụ sồn sồn đứng lên và bảo, à anh chửi tôi à, anh là con là bằng tuổi con tuổi cháu, thậm chí gọi là mày bằng tuổi con tuổi cháu chúng tao mà mày mày dám chửi, dám trách chúng tôi, dám ấy chúng tôi thế à. Thế này và hai bên gì, bên kia nó cũng sừng cổ lên, bên này sừng cổ lên, và hai bên gì có hôm cãi nhau to trên xe buýt. Và các vị biết không, trong cái chuyến xe đó một Phật tử đi á, trong cái chuyến xe đó thì nghe thấy cái chú phụ xe nó nói rằng gì, vậy á thì chúng tôi biết gì, các cụ đến với cái ông thầy ở cái chùa Khai Nguyên này như thế nào rồi. Và Phật tử này nghe thấy câu nói đó, Phật tử này đau lòng lắm, chảy nước mắt và khóc suốt từ từ ở cái đoạn giữa giữa đường Láng Hòa Lạc cho đến tới chùa, Phật tử vẫn cứ khóc. Vì khóc làm sao, họ bảo rằng nhìn thấy các cụ, các Phật tử đi xe buýt mà cãi nhau như vậy, nói to như vậy, họ biết gì, biết ngay các ông thầy ở chùa Khai Nguyên này như thế nào. Các vị thấy không? Và quả thật tôi chưa phải là người tốt. Hôm nay thì tôi mới nói thật với các quý vị, tôi chưa phải là một vị sư tốt, chưa phải là người thầy tốt của các quý vị. Cho nên các quý vị nghe tôi giảng hết ngày này qua ngày khác, nghe tôi nói hết tháng này qua năm khác, mà cái gì, tâm các quý vị có thay đổi đâu. Ra chợ lên xe một cái là gì, là chuyện trò từ lúc bước lên xe cho đến gì, đến chùa, đến chùa cũng có yên đâu, cũng tụng năm tụng ba, nói hết chuyện nhà ra chuyện ngõ, trừ những lúc lên gì nghe thầy giảng và lúc lên khóa lễ là bắt buộc phải ngồi theo đại chúng và thầy chấn chỉnh thật thật nhiều thì mới gì im lặng được một chút trong lúc nghe pháp hoặc lúc lên khóa lễ. Xong xuôi thầy vừa ra khỏi khỏi hội trường một cái, ra khỏi giảng đường một cái lại ầm ầm như là ong vỡ tổ rồi. Cho nên á, người học Phật chúng ta tu phải tu gì? Tu ở trong tâm của mình. Học Phật nghe pháp là phải gì, phải thực hành. Không phải học Phật nghe pháp để khoe rằng tôi lên dự được bao nhiêu pháp hội, tôi theo thầy Thịnh được mấy năm trời, dự được bao nhiêu pháp hội, theo tôi nghe pháp được mấy năm trời, lên xe buýt còn để cho cái gì, cái chú phụ xe buýt nó nói gì, nhìn các bà đã biết cái ông thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên như thế nào. Đau chưa? Có đau không? Có biết đau không? Có biết hổ thẹn không? Có biết tàm quý không? Nếu biết đau, biết hổ thẹn, biết tàm quý thì lần sau lên xe mỗi người một ghế, mỗi người cầm một cái chuối tràng nhỏ nhỏ mà gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu người còn trẻ, Phật tử còn trẻ, mình lên xe trước mình có cái ghế ngồi, thấy cái người gì, người già lên xe, thấy người có bụng mang dạ chửa lên xe, thấy trẻ con lên xe, chúng ta liền rời cái ghế của mình lại và gì, mời cái người già hoặc mời người có gì bụng mang dạ chửa đó, hoặc mời gì, mời người bị bệnh hoặc trẻ con đó ngồi vào cái ghế của mình và mình đứng gì cho họ ngồi. Thì đó mới là người đệ tử Phật chân chính, đó mới là người gì, người đệ tử của tôi, đó mới là người gì, theo tôi học Phật thật sự. Các quý vị, ngày xưa khi còn đang đi học, tôi cũng có đi xe khách, xe buýt mấy lần, gần như chưa lần nào mà gì tôi ngồi từ đầu cho đến cuối cái gì, cái tuyến xe đó. Vì sao? Mỗi khi tôi lên xe, tôi là sư rồi đấy, tôi lên đại đức rồi, nhưng mỗi khi tôi lên xe thấy những người già họ yếu, họ không có chỗ ngồi, tôi liền đứng dậy và gì nhường chỗ cho họ ngồi, mời các cụ ngồi. Họ bảo thôi thì nhà chùa cứ ngồi đi, tôi bảo thôi cụ cứ ngồi đi, cụ ngồi đi, nhà chùa còn trẻ, nhà chùa còn khỏe, nhà chùa có thể đứng được. Và tôi đứng dậy. Gặp người phụ nữ mang thai, tôi cũng sẵn sàng đứng dậy và gì mời cô gì ngồi vào ghế. Họ bảo nhà chùa cứ ngồi đi, tôi bảo thôi cô đứng, cô đang có bầu như thế thì cô đứng nó mệt, cô cứ ngồi đi, tôi còn trẻ, tôi khỏe, tôi đứng được, không sao. Đấy là những cái cơ sở, những cái hành động rất nhỏ gì
trong cuộc sống. Nhưng người tu chúng ta nếu để ý, đó có phải là tu không? Đó chính là tu. Đó chính là tu đó. Ngày xưa tôi đi học 3-4 năm trời tôi đi bằng xe máy. Tôi đi qua cái đoạn đường nào mà thấy có cái đinh hoặc cái vỏ chai, tôi liền gì? Dừng xe lại và tôi, hoặc cái hòn đá to to nằm giữa đường, tôi liền dừng xe máy lại và tôi cho vào trong vệ đường, hoặc tôi cái đinh đó, hoặc tôi cầm để cho vào túi mang về nhà, tôi bỏ cái chỗ nào đó an toàn nhất. Có những lần tôi đang đi, mấy anh em đang đi xe máy với nhau, tôi phanh xe máy lại và gì, tôi xi nhan, tôi dừng một đường phanh xe máy lại và tôi chạy sang đằng sau. Các thầy tưởng tôi rơi cái gì, đợi lại hỏi ông làm sao đó, tôi bảo không làm sao. Nhưng thực tế tôi dừng lại chỉ có nhặt gì? Một cái đinh. Vì sao tôi phải nhặt một cái đinh? Người khác thì nhìn đó là một cái đinh, nhưng tôi nghĩ này, tôi nhìn thấy cái đinh này, Phật dạy cái đinh này, nếu chúng ta gì để đó, có thể một người nào gì đi xe máy hoặc đi bộ dẫm vào nó, hoặc xe máy lao vào nó bị thủng lốp, có thể một vụ tai nạn xảy ra. Và cho đến bây giờ, ngay ngày hôm qua và hôm nay, tôi đã nhặt mấy cái đinh ở trong những đường chùa, nhặt cả những cái ốc to, nhưng ngón tay ở ngay ngoài cửa phòng bảo vệ. Vì tôi nghĩ rằng để cái đinh như thế, có thể xe ô tô Phật tử họ đi vào đây thì họ chọc vào cái đinh ốc to như vậy, họ bị thủng lốp. Và nếu đang đi trên đường mà với tốc độ cao thì nó mới bục lốp, thủng lốp thì nguy hiểm vô cùng. Hoặc nếu mà vào trong chùa rồi mà thủng lốp, họ là phải đi nhọc nhằn để đi thay cái lốp. Cho nên nhìn thấy, tôi liền là cúi xuống và tôi nhặt. Ngay ngày hôm qua tôi nhặt hai cái, ngày hôm nay nhặt một cái, chứ không nói là ngày xưa đi học. Đó là những cái hành xử rất nhỏ trong cuộc sống, các Phật tử chúng ta phải đem để thực hành, áp dụng vào trong cuộc sống, đem lời dạy của Đức Phật áp dụng vào trong cuộc sống, thì đó mới là gì? Mới là người đệ tử Phật tu hành. Thực sự tu hành nó ở chỗ nào? Ở chỗ hành động của chúng ta đó. Chúng ta nghe thấy được tu và hành mà các vị, tu tức là sửa những cái thói hư tật xấu, lười biếng, vô trách nhiệm của chúng ta với cộng đồng, với xã hội và với bản thân. Nay chúng ta sống có thể có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và với bản thân mình. Đó gọi là tu. Sửa tức là sao? Hành tức là sao? Hành tức là thực hành, đem những cái lời dạy của Đức Phật áp dụng vào trong cuộc sống rất thường nhật hàng ngày, ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí xin lỗi các vị, đại tiểu tiện trong nhà vệ sinh vân vân đó, cũng đều phải giữ gìn đầy đủ oai nghi phép tắc như lời Phật dạy. Cho nên đó gọi là hành. Hành pháp, pháp hành. Đệ tử Phật là phải biết gì? Phải biết thực hành lời dạy của Đức Phật, áp dụng vào đời sống hàng ngày, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đấy, cho nên các Phật tử thấy không? Đi trên xe để cho cái ông lơ xe thì nó mắng là nhìn các bà, tôi đã biết ông thầy của các bà ra sao, tôi đã biết cái ông thầy ở chùa Khai Nguyên ra sao, mặc dù người ta chưa một lần vào chùa Khai Nguyên, chưa một lần được gì, được biết tới tôi. Nhưng thông qua các Phật tử chúng ta, để cho người ta sỉ nhục thầy mình như vậy, sỉ nhục các cụ ngày, các nhà nho ngày xưa bảo là gì, để cho kẻ khác sỉ nhục mình á, mình có thể chịu được. Để cho kẻ khác sỉ nhục thầy của mình á, mình thà nhảy vào đống lửa, thà gì uống nước đồng sôi, thà là ăn hòn sắt nóng, còn hơn là để người ta gì sỉ nhục thầy mình. Đó, cho nên á, hôm nay thì tiện cái bài giảng này, hôm rồi Phật tử đích thân gọi điện, nhắn tin rồi gọi điện cho tôi nói những cái điều đó. Cho nên là hôm nay tôi mới nói lại như vậy. Và rất mong các Phật tử chúng ta từ giờ trở đi, mỗi khi đi ra chỗ nơi công cộng, chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng ta là một người đệ tử Phật tại gia. Ta đã là người quy Tam Bảo, là đệ tử Phật tại gia. Dẫu cho người ta không biết mình là một Phật tử đã quy Tam Bảo, nhưng chúng ta phải luôn luôn nghĩ ở trong một cái điều hãnh diện là mình là một đệ tử Phật tại gia. Phải sống làm sao đó cho tốt.
không làm ảnh hưởng tới những người khác xung quanh chúng ta. Thế mới là đệ tử Phật, thế mới là người con Phật. Đó. Cho nên đây thì hôm nay cũng nghiêm khắc để nhắc nhở các Phật tử chúng ta lên xe buýt, đặc biệt là những pháp hội, hoặc không phải những pháp hội, đi xe buýt không chỉ lên chùa Khai Nguyên mà đi bất cứ chùa nào cũng thế. Chúng ta lên xe nơi công cộng là tuyệt đối đừng có nói chuyện râm ran, nói chuyện quá lớn khiến ảnh hưởng tới những người khác. Có nhiều người khác họ rất thích yên tĩnh, thích một không gian yên tĩnh, dù cho gì, cho ở trong một gì, một cái khoang xe buýt thôi, nhưng họ cũng muốn một cái không gian yên tĩnh nho nhỏ của họ. Nay chúng ta đánh mất cái không gian yên tĩnh nho nhỏ của họ, lại nhìn trên thân thể chúng ta mặc những gì, những mảnh áo nâu, những mảnh áo lam nữa, mà hỏi đi đâu lại hỏi đi chùa để tu nữa. Đó. Họ sẽ nghi, rất là nghi ngờ là ông Phật. Tại sao ông là gì? Ông lại dạy ra những cái gì, những cái vị đệ tử như thế? Chứ không phải là nghi mình tôi là ông sư ở chùa Khai Nguyên đâu, là thầy các quý vị đâu. Mà người ta còn nghi cả cái ông thầy của ông thầy chùa Khai Nguyên đó là sao? Đó là ông Phật. Không hiểu ông Phật. Ông nói là ông là bậc vô thượng chính đẳng chính giác, ông là bậc thiên nhân sư chi mô phạm, là thầy, bậc thầy mô phạm của trời người. Mà không ngờ là gì, ông có những cái đệ tử như thế này hay sao? Và khiến cho họ gì? Không tin Phật. Thậm chí khiến cho họ còn gì? Còn báng Phật, hủy Pháp, hủy Tăng nữa. Ai làm cho họ nên gây nên cái tội lỗi báng Phật, hủy Pháp, hủy Tăng đó? Chính chúng ta. Chính những người đệ tử Phật chúng ta. Đó. Cho nên sau khi nghe thấy cái bài Pháp này, những Phật tử nào đi lên xe hay cãi nhau, hay nói to rồi mà còn cãi nhau với các chú lái xe, các chú lơ xe như vậy, hãy sâu sắc rút kinh nghiệm. Tôi nói là nói lại là hãy sâu sắc rút kinh nghiệm. Mà thay vào đó chúng ta chỉ nhất tâm niệm Phật. Niệm thầm thôi. Chứ ngồi lên xe cũng đừng có gì cùng với nhau là gì. Ngồi lên xe buýt của người ta mà cùng nhau để hò dô ta để niệm Phật cùng to lên nào. Niệm Phật to lên nào và gì? 5, 3, 7 bà Phật tử, là chục hơn chục bà Phật tử là gì? Cứ thế là niệm Phật râm ran ở trong xe người ta, khiến gì? Những người họ không tin Phật, họ không theo Phật gì? Họ rất là gì? Tức tối. Rất là phản cảm. Cho nên tôi khuyên lên xe thì gì? Niệm nhỏ thôi. Niệm thầm trong tâm thôi, và lần lần khẽ cái chàng, hoặc không có cái chàng thì gì? Bấm bấm trên đầu ngón tay mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Mi Đà Phật, vân vân, thế thôi. Gọi là kim cang trì, hoặc là mật trì, hoặc là ý trì trong gì? Trong tâm, khẽ động đầu môi chóp lưỡi của mình thôi. Đó gọi là gì? Niệm thầm. Hoặc là ý trì thì gì? Nhớ trong tâm thôi. Đó. Hôm nay tôi nói giảng có bài này, tôi nói như vậy rồi cũng chính là gì? Là tôi nhắc nhở các quý vị rồi đó. Lần sau mà còn nghe thấy các nhà xe họ nói những cái điều đó thì tôi sẽ điều tra xem nhóm Phật tử đó là nhóm Phật tử ở đạo tràng nào. Nếu mà nhóm Phật tử ở trong bất cứ đạo tràng nào thuộc Tịnh Tâm Hội Việt Nam, tôi liền bảo nhóm trưởng, tổ trưởng đó trục xuất ra khỏi đạo tràng nhà mình ngay. Vì tôi không bao giờ dạy các Phật tử chúng ta như thế. Tôi chân thành, tôi tha thiết dạy bảo chúng ta từng ly từng tí, dạy chúng ta cả cách ăn cơm, cách nằm ngủ, cách nói năng, cách đối nhân xử thế, dạy hết gì ngày này qua tháng khác, dạy ban ngày chưa đủ, tôi còn dạy cả ban đêm đấy. Các vị biết ban ngày tôi đi làm việc, làm cả việc giáo hội rồi làm cả việc gì, việc trụ sứ. Ban đêm về tôi vẫn cố để lên giảng cho các quý vị, chỉ mong các quý vị gì? Thay đổi cái tính tình, cái thói hư tật xấu của mình để trở thành một người gì? Người con Phật tại gia tốt hơn, một người đệ tử Phật đúng với ý nghĩa của gì, của một người đệ tử Phật. Công việc của tôi ngày hôm nay, tôi bận từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Hơn 7 giờ tối xong thì mới ăn bát cháo.
ăn bát cháo xong một cái nghỉ 15 phút, tôi rất hoan hỷ vui vẻ và lên đi lên giảng cho các quý vị. Mặc dù thì thân thể không được khỏe lắm, nhưng tôi nghĩ rằng á, nghỉ một buổi giảng, trừ những trường hợp đặc biệt không thể lên giảng được thôi, chứ còn vẫn có thể cố lên được thì gì? Vẫn phải lên mà giảng. Để làm sao? Để kết duyên với các quý vị, để mong cho các quý vị bỏ được cái thói hư tật xấu, cái tính chúng sinh kiêu căng ngã mạn, bọn sẻn keo kiệt của mình, càng sớm ngày nào thì càng tốt ngày đó. Vì Đức Phật nói thọ mạng của con người ta nhanh lắm, tôi cũng vậy, các quý vị cũng thế. Ai dám khẳng định hôm nay chúng ta còn khỏe, ngày mai chúng ta vẫn khỏe, năm nay chúng ta còn khỏe, sang năm chúng ta vẫn khỏe, năm nay chúng ta còn khỏe, năm 10, 23, 40 năm nữa chúng ta vẫn khỏe. Không ai có thể khẳng định được điều đó. Cho nên thôi thì tất cả chúng ta đều cùng phải cố gắng, cùng phải làm sao để diệt trừ những cái điểm khiếm khuyết của mình, tiêu trừ những cái điểm khiếm khuyết của mình đi, và thay vào đó là những chỗ tốt đẹp, những điều tốt đẹp, viên mãn, tròn đầy, sáng suốt, dần dần khỏa lấp vào những nỗi, những chỗ khuyết thiếu, tối tăm, hủ bại và xấu sai. Chỉ cần chúng ta quyết tâm, chúng ta chân thật học Phật, dần dần chúng ta sẽ làm được điều đó. Và qua đây rất mong các Phật tử chúng ta đều sẽ làm được điều đó. A-mi-tha-va. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.